Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món sườn non chay xót xá xíu. Ở đây thì mình sẽ dùng là 100g sườn non chay, tức là lúc còn khô á, là mình dùng là 100g. Thì sau khi mà mình ngâm nước qua đêm, các bạn ngâm cho mình ít nhất là khoảng vài tiếng nha. Mình ngâm thì nó sẽ nở ra như thế này. Rồi mình sẽ rửa sạch và vắt cho thật là ráo. Một ít mè rang, một muỗng canh tỏi băm. Bạn nào kiêng tỏi thì mình có thể là mình dùng bo rô nha. Gia vị ướp xá xíu. Gia vị ướp xá xíu này thì các bạn dùng hiệu nào cũng được hết. Ở đây mình dùng của Thái. Cái dạng này là dạng bột. Các bạn vẫn có thể là mình dùng dạng sốt xá xíu của Likomki cũng được. Về nguyên liệu chính của mình sẽ như thế này. Bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt tay vào làm. Sườn non chay này bây giờ mình sẽ xé nó ra. Mình xé thành miếng nhỏ nhỏ, mỏng mỏng. Hoặc là tùy theo mình thích miếng to, mình xé miếng to nha. Mình đã xé xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đi chiên nha. Mình sẽ làm theo cách là mình chiên xong rồi mình mới áo cái sốt, chứ mình không có ướp gia vị trực tiếp vào trong đây. Dầu nóng rồi mình sẽ cho vào mình chiên nha. Mình chiên ra làm hai lần để mình chiên. Trong khoảng 3 đến 4 phút đầu mình có thể mình để lửa lớn để cho dầu nó nóng trở lại á. Tại khi mình thả vô thì nhiệt độ dầu nó giảm xuống rồi. Và sau đó mình chiên với lửa vừa từ từ thôi. Bây giờ nó vàng nè các bạn, mình sẽ vớt nó ra nha. Mình vớt nó ra mình sẽ cho vô giấy thấm dầu. Mình đã chiên xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đi làm sốt nha. Mình cho một ít dầu ăn vào chảo. Sau đó mình sẽ cho tỏi vô mình phi cho nó vàng thơm. Tỏi bắt đầu vàng rồi mình sẽ tắt bếp. Mình cho nước lọc vô đây. Khoảng 100ml nước lọc. Bột xá xíu, một muỗng canh rưỡi bột xá xíu. Mình sẽ để lửa trở lại nha. Nếu như các bạn có mạch nha, mình sẽ dùng thêm mạch nha nha, một muỗng canh mạch nha, hoặc là mình thay thế bằng siro bắp cũng được. Mình sẽ cho cái này thêm thì nó sẽ, một hồi mình làm cái sườn non chay xá xíu thì nó sẽ bóng mượt, nó đẹp hơn á. Sốt này các bạn nêm cho nó mặn mặn ngọt ngọt là được nha. Mình sẽ cho đây khoảng 1/3 muỗng canh đường. Mình nấu cho cái sốt này nó sẽ hơi keo lại nha. Rồi mình mới cho sườn non chay đã chiên vô. Bây giờ nó nổi bong bóng nhiều lên như thế này là cái sốt nó gần được rồi nè. Mình sẽ cho sườn non chay vô nha. Mình đảo đều đến khi nào nó cạn ráo lại là được. Giờ nó đã khô ráo lại rồi nè các bạn. Rồi mình sẽ tắt bếp nha. Món ăn của mình như vậy đã xong rồi đó các bạn. Rất là nhanh gọn luôn á. Lúc này thì mình sẽ rắc mè rang lên cho nó dễ dính nha. Món này mình làm rất là nhanh gọn luôn. Các bạn có thể là mình ăn chung với cơm trắng, hoặc là mình ăn chung với bánh mì đều ngon hết á. Mình để cho nguội rồi mình sẽ bảo quản kín nó lại, hoặc có thể là mình để ngăn mát của tủ lạnh nha. Mình ăn được trên 5 ngày. Giờ mình sẽ ăn thử nha.
Gia vị vừa ăn các bạn, mặn mặn ngọt ngọt, ăn chung với cơm trắng rất là bắt luôn. Với món ăn này thì mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công nha. Nếu thích video các bạn nhớ like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký ủng hộ kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.